На открытой местности, где нету файтов флоп-флоп, и тебе не помню. Он you didn't pick up that you got murdered or something. Times, gotta pick up. Right, happy to be. It seems like all the items of team IT is back for a while. Well, Moth is getting stronger and stronger. He's close to Ayagari, but he also needs to save some money for buyback. Only they can kill that Moth thing. Need kill the Morphling. Way to win team fight, but Morphling got a buyback, so maybe kill it. Force him to buy back and maybe wait for a while. Dealer. Two Rex downs already and about 40 HP, 40% HP of the power. What now? We don't have Scatter really. And this is not even the event of the later next match, but it's gonna be an awesome match between Liu B versus Wings. This one, VGR versus IG. Very interesting, guys. That guys might stuck with me for quite a while, longer or later than you thought. Big smoke. Yes, we have game three. We're gonna spend like 1 more hour together in this two teams, and that it's pretty much like game three. I can smell game three right now. Too far. Take a look at the QD first. We're gonna be the first one who jumps in. Can he catch someone? It's Morphling. The middle lane, VGR also doing some low team smoke. They're just gonna use Morphling to be a bait. Guys, next team fight is gonna decide everything, I'm pretty sure. I'm gonna show you guys some buyback status. Like, two buyback from team IG side, no buyback
from team BTR offering spend it all on items. Risky. It seems like he's gonna wait. Dig that. Ja is going back. This one. Gonna go back here. And gonna fire. Ooh. Well. Solutions. Now Creep Bear pushing in. They lost. They lose power. This is not. Now a team fight start right here. They need to win the fight. Oh, that tower is just gonna go down. And look at that ID. Oh, a ram is somehow killed either. They get rid of that air. Don't think we need a cane for now. 1, 2, 3, 4, 5. That cane for did so much damage, but they doesn't have an axe. And not back right away. They trying to get rid of that Mothling. A man fight toe to toe Dragonite and Mothling. Who's gonna go down? But it seems to me a Dragonite died. Dim drop right there, 3-4-3, where is the Ash coming in for a buyback, but he was too late, he lost his brains already, he chopped someone down, but the Dragonite falls down. See, two fought back from team, can't finish the game yet. XSS fought back, life still gone like real quick, I don't know where they go. Man, that life steal has just gone faster than a pizza delivery in Thailand. Let's take a look at this one. Bring in and trying to catch it, got that dazzle! A mistake made! Now they might catch this Razor too, Razor! No choice but to fight! Now another man fight once again, Blade! See the Interlope Blade, top that Marbling! He shoot him like a goddamn sheriff! Now let's take a look at this one, Axe! Trying to calling Blade, Axe gonna go down, no fight back already! Suicide dropped, and BGR now moving forward to the barracks! They already lost the top towers! Very good chance for Marbling to win! ID gonna have to defend without that ass for at least half minute. Can they do it? Each bomb back. Trying to scare them away. Seems like trying to go in, but I don't think that's a good idea. Level 25 Morphling. Very bad. Very form. On in the battlefield for end. And turn himself into every person in the world. Warlord, Archer, Horseman. Now Morphling is controlling the game. Only the second game of the season, guys. Man. Often Vichy. At first, you know, when I see from the start, I think that game will be very easy for IT because BTR plays this game very passive. Seems like this guy ends carrying the whole team on back. You know, a few days ago, I just passed a game of... Now, do this one first, going in, marching in for the tower, trying to take down mid-tier tower. What are they gonna do? What are they gonna do about that? TLD. Wait, hey, yo, what's up? What up, dude? TLD. There's nothing he can do. Now he's beyond the late game already. Often he's getting too strong. Plane trying to do some... Creepwave gonna push in, they might lose the top tier 3 tower. No defense! Deals a lot of damage on the tower, finally! Buffing team down. I am Scotty. Nick. Yeah, 2.6k gold, k HP. And they got 0.38 second attack. Oh, blinking! A rabbit! On three! What a rabbit! A double rabbit! Actually, they got them all!
X died, and that should be it. They finished the game, they didn't even need a morphing. We are going to game 3. What a long series we have. Longer series. Ooh! Actually, this guy X is trying to do some right here, trying to steal victory from Team VGR. 26-26 game score. Good job. Seems good. Nah, not seems good. Feels bad, man. Why? How strong it is for this morphing level load of travel. Guys, I think you guys missed it. We are going to game 3 right here. And which end is gonna stop our push. Pretty easy since that Razor still got an agent. Fine. How fast it can take out power. At least I'm now that still trying to fight and this is going to be the unlive one of the BKB. Chop down that damage. Maybe they can. Oh man, end. He can't find the target on the main that is supposed to be the wagon away from him. It's the blade shot on, but he got behind the tower. No, actually it's the falcon. And Dragonite in the falcon. He will replicate with another tower, but drop the drone. No more drone. Trying so hard to defend the drone. That would be it for the DT. We are going to get 3, guys. Wow, what a series. Gonna take a break for filming. Top tower is being attacked. Radiant's top tower is under siege.
bottom tower under fire. Sustained. Dire's top tower is under siege. Radiant's bottom tower under fire. Dire's top tower is being attacked. Dire's middle tower. Is under siege. Radiant's bottom tower under fire. Thank you.
Radiant's top tower is under siege. Radiant's top tower is under siege.
Top tower is being attacked. Seconds to pick. 5 seconds remain. Okay. Yeah, cái game của bọn Wings Enemy rất là lâu phải không ạ? Tầm này nói lên anh em trên kênh nghe rõ không? Kênh nghe có anh em trên kênh nghe rõ không? Hello. Anh em trên kênh nghe mình nói có rõ không ạ? Thực ra thì trong kế hoạch stream của cái ngày hôm nay ấy, thì trận đấu lúc này chúng ta đang xem phải là trận đấu giữa Wings và Wings, team Wings với lại Newbie, nhưng mà cái giải The Summit ấy thì một lần nó host được một lobby cho một trận thôi. Thì PC Gaming Reborn đối đầu với lại IG, trận đấu diễn ra rất là lâu. Nhưng lịch thì đã diễn ra được đến 4 tiếng rưỡi rồi, 5 tiếng hồ rồi. Đây nó chỉ là trận đấu thứ 3 nè, và đang là giai đoạn đặc biệt. Và chúng ta đang ở tài thì trên PC Reborn đây. Ok, Miss AA rồi pick rồi. Các bạn là pick AA này cũng có nhiều cái counter pick, không cho đối phương pick luôn rồi.
Yeah, Hero rất là mạnh đó các bạn. Phoenix được cái hay nữa là pick được con AA này cho VC Reborn thì nó có thể counter luôn khả năng hồi máu của Max. Đây là một cái pick lợi cả đôi đường cho VC Reborn. FY là người cầm kia ban pick cho nên không thể nào phàn nàn gì được về cái trình độ đấu của anh ấy được. Và của VC thì còn có Nono, DDC, Yang, N. Khi đó bên phía TBG thì chúng ta đang có QD, TV40, Obuka, Rồng và EDS. Cái thứ ba là VC thì có AA rồi, Alchemist là những hero cần rất là nhiều tiền. Có lẽ là FY sẽ nhắm đến một lớp có thể tất cả đều lên được kỹ xanh. Trong trường hợp xấu nhất thì vẫn như lúc có Ash thì đã tìm rồi. Có thể là đang nhắm đến trường hợp đó, như vậy thì một cái sub có thể lên kỹ xanh. Hoặc là một con offlane lên người xanh tốt thì offlane lên người xanh tốt có thể là clock hoặc là Wisterback cũng được. Wisterback lên người xanh khá vui với cái kiểu sạc độc nó lan AOE. Cái thứ ba này hôm qua suy nghĩ khá lâu. Suy nghĩ phải nói là rất lâu luôn. Còn đó là Rubik dành cho VC. Vậy Rubik của FY cũng thuộc hàng là God rồi. Rubik rất mạnh dành cho VC Reborn. Còn anh em nào xem cảm nhận được cái sự ok. Sau game này thì còn game nào vẫn còn rất là nhiều trận đấu. Theo như đúng tiến độ thì có lẽ là xong trận đấu giữa VC Reborn với lại IG này. Chúng ta sẽ đến với trận đấu của Wings và Newbie. Và mục tiêu nhắm đến tối nay nữa mình sẽ cover trận đấu giữa Vega và Flipside. Và một trận trong vòng 5 tiếng đồng hồ tới sẽ có là Empire TBD. Team TBD sẽ là đội thắng trong trận đấu giữa Vega và Flipside. Thì mình nghiêng về kèo dùng cho Vega hơn. 5 tiếng nữa sẽ là kèo bao 3. Chương trình tối nay sẽ cover rất là nhiều. Chúng ta đang có Weaver dành cho VC. Cũng tiếp tục là một hero lên được gậy xanh. Mặc dù cái gậy xanh thì Weaver thì nó khá vui khi có phối hợp cùng Alchemist đây. Theo cái kiểu như là đánh mà có round 2, round 3 vậy. Alchemist đầu tiên là lao ra combat tăng. Xong Weaver có gậy xanh đứng sau buff cho một phát thì đánh giống như là gần hết round 1, Alchemist gần chết thì Weaver ném cho phát tham lapse, quay ngược về chơi tiếp. Rất cứng và rất khó chịu. Còn như vậy là đáp lại con bộ Weaver, chúng ta cũng có một con bộ hung đó là Nyx Assassin dành cho IG. Invoker Dimit sẽ đối đầu với Alchemist của DC Reborn rồi. Theo như tầm này thì DC Reborn là cứu còn offlane. Khi đó thì IG họ đã có được Invoker Dimit và Stellar Carry cùng với Max và Leon support thì top. Không nghĩ là Spirit đâu mà lên là Barathum. Có thể là Barathum offlane. Bên phía team VC Reborn FY cho rằng Nyx sẽ là vị trí offlane. Có Nyx offlane này mà làm sao đối đầu được với Weaver với lại Rubik ở xếp lane được. Rất khó. Để ra nên ban là vị trí offlane Barathum chẳng hạn. Last ban là IG. Ở đây thì VC cũng thiếu một offlane. Một lane tốt cho lớp này thì thật ra cũng chỉ còn mỗi Barathum và Clockwork. Như vậy là Brumada đi ban ra rồi. High Stalker là IG. High Stalker có thể off lane được, có thể support được. Nyx và con High Stalker này có thể đổi rồi nên nó rất là tốt. Theo như cái tính toán sơ bộ của mình đó thì ở giai đoạn đầu game khi mà đêm đầu tiên xuống là tầm thứ tư ấy, con Nyx chắc chắn sẽ yếu hơn con Night Stalker. Cho nên việc để cho Night Stalker offlane là thậm chí là đi kèm với lại Leon cũng khá hay. Night Stalker đi kèm với lại Leon để cho Nyx đi cùng với Nax là được. Nếu như mà chăm chú vào việc farm ở giai đoạn đầu game hơn thì có Nax cùng lắm mà có update sớm khó đi với nhau cùng team hơn chút. Để Night Stalker farm giai đoạn đầu, 4 phút đầu farm được khoảng từ level 4 đến level 5 dễ để đi găng. Lớp của VC Reborn ở đây có thấy
cũng tan. AA, Rubik, Weaver. Và offlane cuối cùng ở bên phía Easy Reborn đó là Slada. Slada là Dây Giang. Mình cắt set chứ, mình đã bảo là mình cắt hết mà. Hôm nay sẽ cắt set cover đầy đủ hết mọi thứ luôn. Hay cover đầy đủ hết. Chúng ta cùng điểm qua lớp 2 team nữa khi trận đã bắt đầu nè. Vậy là lớp của IG đã được lựa chọn. Này chúng ta đang có được QD, cầm Lifestealer, Fairy 40, có mình Invoker, XXX, hoặc XXS, XXXIN. Cái con thì tên là khó đọc là con Nyx rồi, mà lại còn được chơi với một tay chơi đọc tên cũng rất khó. XX. Rồi lần này sẽ gọi là Nyx. Bovoka có cho mình Lion và cùng là Lifestalker với con... với sự điều khiển của Rong. Khi đó thì bên phía VC Reborn chúng ta có FY, Rubik như thường lệ, Nono, Alchemist, Olimit, BBC, AA, Thủy Giang, Land, Slada. Cuối cùng là N với Weaver, Carry. Và buổi tuần thường trực tiếp trận đấu này đang được thực hiện ở Dom Studio. Thì Dom Studio cũng hân hạnh đồng hành cùng nhà tài trợ 188 Malaysia. 188 Malaysia website giải trí thể thao trực tuyến hàng đầu châu Á. Này thì ping bỗng nhiên lên rất cao ở giai đoạn còn bắt đầu game này. Một stun đến từ phía Slada và ở đây có đến 4 người bị stun. Nhưng Pocket Loss lên rất là cao. Chưa nắm được cái vấn đề gì đang xảy ra ở đây. Loss lên gần 100%. Có vẻ như sẽ có First Loss rồi. Xem ra là cần phải watch lại game này. Có vấn đề đối với server. Và các bạn về cái sự cố này server. Rất hay là stream lên thì vẫn không thành vấn đề gì. Watch game thì lại có lỗi. Và chúng ta sẽ load lại game này. Chứ có một cái gì đó nó đã sai sai đối với server của Valve ngày hôm nay. Mọi thứ đã bình thường lại rồi và chúng ta đang có tỷ số là 2 đều. Rất là khó hiểu trong tình huống First Blood lúc nãy. Như vậy là Weaver có đến 2 mạng. First Blood đánh nhau rune 2 mạng mà chết 1. Đây là cũng ngon như Weaver rồi. Slada chết 1 trong lane. Hux cũng chết. Nyx có cho mình 1 mạng. Trong khi đó thì Invoker cũng có mình 1 mạng. Fairy mạng đổi mạng thôi. 2 đều. Còn tình huống tự sát nữa thì mà có đến tổng cộng là vậy là không, không có tự sát thôi các bạn. Hai đều thôi. Cái việc có mạng đầu game rất thuận lợi như vậy thì phút thứ 2 chúng ta đã thấy được con Weaver của En đang cầm cái từ con Basileus và ở trong Courier là trong start cái Red Band cái hình của Dracula. 2 phút liền có Dracula rồi. Phản thì Pocket Loss cũng khá cao. Thì sẽ phải cần reset Dota 2 để khắc phục một lần. Chúng ta cứ chờ một chút coi sao. Thế nào? Các bạn xin phép chỉnh sửa chút xíu. Mình tạm thời sẽ theo cam của Cyclops. Ở đây khoan đã, có tình huống bắt mạng Fury rồi. Đắp đâm tay lên là rất đau. Nhưng mà vẫn... ok, cuối cùng thì cũng chết. Tay của FY
đó thì Nightstalker tự sát. Để theo cam của Cyclops nhưng không lấy chữ. Các bạn đợi một tí để mình không tiếp chỉnh sửa. Trên stream. Bắt màn ở mid rồi, sau đó là màn Alchemist rất dễ. Có một hack smoke từ sau. Sorry các bạn vì đã không thắc mắc được nữa, đang xe nó bên ngoài. Anh hả? Dạ vâng, sao anh? Gì vậy? Không được rồi, chút nữa ăn xong. Dạ dạ. Cảm ơn bạn Hoàng Long mãi cũng đã nhớ được kênh của ta. Ở đây đang là trời tối và lúc này thì Rồng đang đuổi theo Nono. Có một stun vào thì support đã xuất hiện và Aqua đã xuất hiện hậu giả cùng với Alchemist. Vậy là vẫn chưa có được level 6 dành cho Alchemist. Stun vào đầu của Nax. Nax đối đầu với lại Slada thì nó tương đối là hên xui dành cho Slada. Lada là hero khác trâu, mà trâu thì nó sự càng thích. Khỏi tội là Lada thì lại làm con đánh theo giáp và có stun rất là tốt, thì Nax lại không phải là hero mạnh về giáp. Có một slow đến từ phía QD, còn lao vào cào rất tự tin và Mocha một stun sọc vào và đó là một vào còi cuối cùng là mạng của Mocha. Cũng bài là Eager. Sau khi hai game đấu đầu tiên họ đánh phải là cá nương tay nhau rồi, trận đấu thứ ba này bắt đầu là xả dao rất nhiều. 5 phút mà đã tổng cộng là 7 mạng rồi. Team xả dao xả búa với nhau thì là nhiệt tình luôn. Max đã có cho mình về face rồi. Nhưng lượng đánh hit thì khá thấp so với lại Weaver. Phải không sự đổi lane, nhưng mà lúc nãy mình nhớ rõ ràng là Weaver nằm ở dưới lane bot thì bây giờ đã lao lên top để đi lane. Sunstrike đặt vào rồi, khó sống trên thời gian rồi, không trúng Sunstrike được đam dồn vào là quá nhiều. Và không có stun thì mình đúng vừa rồi để giữ chân đối phương ở trong trụ, nhưng đã có FY nhấc lên và dập xét vào đầu kill đi. Trụ đã bắn và cú đấm cuối cùng được tung ra, mạng dành cho Rubik. Cái gì? Trên lane top là cuộc chiến như những con bọ. X Assassin và Weaver chiến như những loại côn trùng. Fairy đang nhắm thẳng lên như mình hay nó mi dash luôn. Đậu phúc thì gã găng tay nhanh gần với 800 tiền và một cái nun đá sẽ rơi vào khoảng phút thứ 7. Khá ổn nhìn cho Fairy đúng 30. Ở dưới lane bot đang là tình huống áp vào rất sát và FY coi như là kẹt cứng ở trong đây này. Vẫn có mắt ở phía bên ngoài này để cho FY có thể chạy. Đây là FY có phát ra được hay không rồi. Kèo ở đây là hơi căng. Mình đi ngang qua và bây giờ thấy được FY rồi, không lưỡi thoát gì FY. Nhất được Rubik lên, có một stun vào. Đó là không đủ. Đắp một cái góc phải nói là quá khó để có thể chạy. X xong có được cho mình cái level 6 rồi và sẽ là một con TP lên nữa đến từ phía Lion. Giờ Nick stun cho trúng rồi, fail rồi. Chậm một nhịp. Khá khổ.
À, vẫn còn một chút setting mình cần phải chỉnh, các bạn thông cảm đợi thêm xíu nào. Đây là cấu hình để stream. Đây, vậy thì đã đỡ hơn rất là nhiều rồi. Và như vậy là đã chỉnh xong setting thì ở lên mid này à, cũng phải nằm xuống như tại vì không cờ. Không kịp xem file vừa rồi nhưng mà phải coi file recap. Đó, easy vậy. Strike xong cold snap đặt vào quá dễ cho cái mạng vừa rồi của Invoker. Và xong strike cold snap đánh tay rồi chết à. À cũng mới level 3 thôi, thì chết không đáng tiếc. Trời vừa sáng rồi và nice shot cần của ulti. Kèo này xem ra cũng rất là khó để gắn. Cần phải ulti. Tiếp tục là drag vào đầu của Nax. Khi mà Nax ăn cái đạp tay bây giờ sẽ được tăng đến 28% đạp. Rất nặng. Mình nói là đấy con Nax thì nó không có mạnh về giáp. Đấm rất đau nó như bị trừ giáp với Slada. Nax này thì chắc chắn về sau sẽ phải lên một cái ép xương. Ở đây thì phải bắt FY là quá dễ rồi khi mà không có Sentry được cô mà. Tầm Sentry cũng nằm ngoài cái vị trí mà FY đã nằm xuống rồi. Hộp stun sọc vào nhưng không thành công. Cái mắt của DDC cũng rất là cao. Và di chuyển lên vừa rồi của Boboka bị phát hiện. A à, đang cố gắng bấm mid để lấy level cũng giống như là Lion mà lên luôn. Và có Lion đã được 5.5 rồi. A à, thì mới ở đầu 4 thôi. Arcanist đã cầm được cho mình cái Amulet rồi. Nhịp độ game đấu được kéo giãn là khá nhiều khi mà hai team họ lại cái va chạm với nhau, không đánh theo sách vở nữa. Cái đúng sách vở thì phút thứ 9 sẽ có một tình huống smoke gun. Ulti của Nightstalker vừa được bấm lên rồi, đang là cố gắng để bắt Stada, tức tốc chạy rất cao. Lâu thành công rồi thì thôi ăn cám thôi, một stun vào đầu không đủ. Tiếp tục chui vào người của Nightstalker đi gun, thì nó thì ở lane mid này. Một invi vào khứa, stun không thành công với CS. Nhưng mà Boboka ở đây finger kịp thời mà đổi mạng giữa Lion và Rubik thôi. Được cái là Kimmich ăn cái kèo Killing Spree khá thơm, 3 xỉ tiền. Đã phải học sách đến từ DDC rồi. Thay vào đây để bắt lấy Kimmich. Có Amulet mở lên rồi, Ray mở vào EP ra, phải cấp kiệm không này. Có lẽ là được. Rồi thì đang tối xem ra là hơi khó để có thể bắt Nightstalker. Thì thôi mình bắt con Nax. Không có giáp thì Nax làm sao mà thở được cái từng đó đâm tay. Trước khi chết chúng ta thấy được Lifestyle là 3 giáp hoặc bị trượt 13 âm 10 giáp. Thì đặt vào khu vực này đang là tụi nó đánh nhau. Có bơi vào đây được không? Đây thôi dính luôn VA rồi, nhạc cám rồi. Vẫn còn một chút. Vẫn còn một chút, nó vẫn chưa đủ. Weaver là người kết thúc từ phía bên hông. Tham lắp được về phía an toàn. Người kia vẫn là dành cho IG. Tôi kêu từ lúc nãy rồi, sorry anh em. À mà sao có nhiều bạn bảo là nhớ kênh rồi lâu không cắt, mà đến khi cắt lại thì lại không thấy vào xem. Không tình huống ăn mạng nữa đến từ phía Invoker. Rồi là tình huống Sunstrike KS thôi. Ta thấy được là con Nyx này của XQS nó đang hoạt động rất năng nổ luôn. 1k8 tiền ở phút thứ 12 nha. Nyx phát là 203 khỏe. Một cái smoke bên phía team IG và họ đang cố gắng bắt lấy Alchemist đây. Rồi xong có đến 3 người đấy thì bắt Alchemist silent vào thì cũng không chắc thuốc được. Có Sunstrike đặt vào, Amnet cũng được bật lên rồi, không đủ để sống. Khả năng đi găng của team IG ở giai đoạn đầu game này là rất khỏe. Lượng nhìn thấy nhau rồi, có một nhấc lên.
không có ý nghĩa gì cả. Mình muốn push vào bên mid thì bây giờ lên mid. Top thì chúng ta cùng xem Weaver đã có được cái gì rồi. Đó là Lincoln cho Weaver, trong khi thì ở đây FY đang bị hốc xác rồi, mạng là không cờ, dominating the Barry. Mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi dành cho team cờ và Max của cờ đắp mọi người tại Eco Shop. Midas dành X. Cái chính tiền này mình nghĩ là thôi cố gắng thêm 500-200 nữa là chắc chắn có một cái bling rồi. Cái STP là quá kém rồi đúng không? Thì rất tệ. Vì theo kiểu đúng nghĩa là chỗ không người. Một thông lên rất nhanh đến từ Lion. Finger không có timelapse. Timelapse nhắc thì mới timelapse. Nhớ thì bật ngựa. Đúng là lắc lên rồi, thôi thì cào à. Nhẹ nhàng tình cảm luôn. Tiếp theo sẽ là Giang. Double kill Neferi. Chưa thấy được một cái game competitive nào mà nó lại diễn ra theo cái chiều hướng easy như thế này ở giai đoạn mid game. Thì có mạng thứ 3 như Neferi hay không nè. Đó là mạng dành cho Night Stalker rồi. Đến 10 mạng, 14 phút là 10 mạng. Nỗ lực farm từ đầu game giờ của PC Reborn vô dụng. Linh nhìn vào Boboka rồi. Nó xong, Lion 14 phút bờ linh với vậy mana. Chơi vậy sao chơi? Chênh lệch về tiền thì vẫn không nhiều. Archimist vẫn là một hero có khả năng farm bù rất tốt cho team. Mỗi tội anh cũng đang feed bù cho team rất là tốt. Mình anh đã chết 3 mạng rồi. Bây giờ thì lao vào rồi xong. Tiếp tục là không thể sống nổi ở đây. Có Amleth như vậy là vẫn kêu Night Stalker là người xuống. Phải bật tắt Amleth để counter lại cái ul. Khá vất vả dành cho Chemist. Bằng tí máu thì Night Stalker cho quả Sunstrike strike chất lượng rồi. Còn lại 7 giây nữa. Đang chờ team May vứt bottle cho. Bên phía team IG có thấy không? Không, con mắt của team IG không nhìn thấy được Archimist. Vừa rồi. Vậy thì sống thôi. Nếu với En nó đang nhắm đến cho mình cái Lincoln rồi. Double Dam. Với cái rune này thì có thể ăn thủ mít rất dễ dàng rồi, Boboka nằm rồi. Để dưng mất đi một con substun thì thôi khó kèo. À là Androsan. Radiant nhìn cho Chemist. Khi đó thì Rubik của FY cũng có được trực tình của Leon. Điều khá ngon. Và Lincoln đang tới rồi. Nhưng mà cái Lincoln này của Weaver thì nó vẫn chưa đủ để chống lại tỷ cái đam, tỷ cái skill gọi là target của Twitter. Con Snap Invoker bên mana 4 giây, cooldown bên Nyx. Leon hút mana, tao 4 giây ở level max thôi. Và Hex cũng được, Finger đến tới bến nhưng mà Finger thì chắc là không dùng để phá Lincoln đâu. Unstopper thì có Void với cooldown 8 giây. Silent, Void xong phá Lincoln là Silent. Weaver cũng sẽ khó thở rồi. Mình nghĩ là đẹp hơn cho Weaver đó là lên KB. Tức là chồng mọi người cái Dragon Lance trước để lấy máu, sau đó tách ra một hộp club 1.200 tiền ấy thì 1.000 tiền đấy. Sẽ tiết kiệm được 1.000 tiền cho cái BKB rồi. Đang có tình huống smoke gun và Night Stalker họ cảm nhận rất hay, nhưng mà bây giờ thì Slada vào để tập beat rồi. Thôi tình huống này thì nên là buông chuột thôi, không thể nào làm được cái điều gì. Phía bên ngoài thì sao đây, có một ulti của A đập vào và Nyx cũng đã bị ngã. Tuy nhiên QD lại vừa có được mạng của A. Nyx cố gắng. Không phải Nyx mà xin lỗi các bạn, đó là Weaver. Cái con bọ trông rất giống nhau. Dominating nhìn cho em làm tình huống đặt kèo ở đây rồi. Một combat không có Leon là rồi học bóng không ngay tức luôn.
xíu đi cái sân nào à. Một cái 2 tiền dành cho Weaver. Thật sự thì game này Weaver nên lên một cái BKB nữa cho nó hợp thời. Có vài bay dành cho Phoenix rồi. AGS dành cho... Oh. Slada. À như vậy là tình huống Sunstrike từ phía Invoker đã có được con Roshan. Phút bất tập trung, sorry các bạn. Dù hai boss này thì hết grip rồi. Như ông AA này, ông có cái thói quen chết khi mà mình không nhìn nhỉ. Này thì AA chết ở đây, đồng thì đó là cái chết dưới tay Green Poker. Bằng cách nào? Thì Sunstrike chết rồi. Đây là góc mà AA đã chết. Green Poker thì nằm trên top. Trời bay thì còn mới tin, không thể nào là một pha solo kill rồi TP lên top được. Có trụ bên Fairy luôn. Thật sự mà nói thì AA giống như là một cái 500 hút Sunstrike Green Poker Fairy 40 rồi. Cặp để farm bởi vì anh giàu. Cái đề xô là item mà Weaver đang nhắm tới rồi. Cũng hợp lý. Chơi mình chơi đấu giáp với team IG là mình khá thông minh. Khi mà còn hai sụp tờ mình trâu thì mình phải giảm giáp nó lại. Nax thì không có giáp. Chơi tới cùng với Nax bằng giáp luôn vẫn sẽ ăn. Poker cũng không phải là hero nổi tiếng cái lượng giáp của mình. Có mỗi Nix với lại Night Soccer là mạnh thôi. Mạnh về giáp. Bây giờ cuối game thì một cái rắc là 20 giáp của Slata này. Trên cái đường cô của Weaver là thì mình nhớ là 5 giáp vậy. À 7 giáp sorry. Rồi là 7 giáp. Chứ gì là đã âm 27 giáp. Chưa tính đến việc cầm cái giáp xương mọi người là trừ thêm giáp của đối phương. Đó. Vào combat những cái đòn đánh 5 tay sẽ đều gây đam thẳng vào máu luôn. À mà mình lại còn chưa kể đến cái acid của Alchemist nữa với việc trừ đi 7 giáp trong combat. Warrior đi lên như thế này là rất cao. FY có được cái chiêu tàng hình của Rubik của Invoker thì đi rất là chậm. Skill liên tục luôn khi mà mất tập trung thì chấp nhận. Miss skill thì phải chịu mất tập trung mà. Mất tập trung thì phải chịu là miss skill. Sorry các bạn. Lâu quá không cast lại cho nên có tí trục trặc. À mà tiếng nghe bị đứt quãng không phải không? Ông coi kênh ông xác định tiếng nghe bị đứt quãng hay là cái gì không? Tại khái là âm thanh nó ngon nghẻ hết chứ. Có bị giữ tiếng ồn bên ngoài không? Tại vẫn đang ngồi ở home net chứ không phải là ngồi cast. FY cướp được cái gót sword rồi xài tới chết luôn. Tốc chạy có 238. Từ từ me me xài cái blink. Mua được cái blink đến đây rồi này. Cái 9 tiền nhìn cho FY. Đã có được một CP về rồi. Thế là Nux vẫn không lên đồ giáp. Hay xin cho Slada và vừa TP xuống bot rồi. Có thể chơi được nhưng mà lúc này đang là 2-3 với boss. Slada vẫn có haste. OT dành cho Leon. X đang là một kiểu như xe tăng để chở Nax đi rồi. Đặc biệt là Nax cũng không lên Amulet để bù cáp cho mình.
Giáp 7 thì có 7 giáp rồi. Riêng việc bị Weaver đánh là đã coi như chắc giáp rồi. Thì hit nào sẽ bị trừ thẳng vào máu. Âm thêm 20 giáp đến từ phía radar chẳng hạn. Đây là âm 15. Cộng thêm 7 của Alchemist là âm 22 giáp. Và combat con Nax này máu thì to chứ không khác gì là một cái miếng thịt mà toàn là mỡ không á. Nó cứ đâm vào đâu là nó thấm thấu cực sâu luôn. À, trả lời câu hỏi của bạn Thạch thì chúng ta đọc là Thạch đúng không? Armor Dota 2 nó khác với lại Armor Warcraft, khác rất là nhiều. Vì trong Warcraft thì các loại giáp của Grip và các loại Dam có sự chênh lệch rất là lớn. Với Dota 2 thì cái giáp cũng như các loại Dam nó được giảm xuống cái mức độ đơn giản rất là cao rồi. Hiện tại thì trong nói về Dam thôi, nó có đam đam tay là đam physics, đam phép là đam magic, cuối cùng là đam heal là đam thẳng vào máu. Xét xem là game này thì... à có invoker với khả năng sơ strike làm dạng đam từ thẳng vào máu, một thông một hrn thôi xong. Lần này thì nát đầu con Weaver không tham lắp được rồi. Một cái dominating switch đã ban dành cho Nyx, tấu xì dành cho một switch dominating. Và ngay lập tức là đã đầu tư được cái blink với 6 xì vừa rồi. Mình không tự tin thái quá đến từ phía Weaver. Thì là cũng chạy cối ăn được trụ. Trụ xong chết. Xét về lợi ích kinh tế thì coi như là ngang nhau một chút. Alchemist đang cố gắng lên cho mình Bubas 2. Còn bây giờ mình sẽ nói tiếp về cái vụ đam. Thế thì đam thẳng vào máu là cái sun strike của invoker. Xem còn cái nào đam thẳng vào máu ở trong game này nữa. À, cái đắp đam tay lên của AA thì phải. À không, đây là đam phép. Không còn bao nhiêu skill rồi, thôi xong rồi DDC. Một khứa vào stun và burn mana, sun strike đặt vào. Quá nhẹ nhàng nhìn cho invoker các bạn vừa rồi. Đây, đam pure à, nó sẽ trừ thẳng vào bình máu luôn. Có bao nhiêu nó sẽ trừ thẳng vào bình máu bấy nhiêu. Đó là ba loại đam của Dota 2. Còn giáp của Dota 2 hiện giờ thì theo như mình đó thì còn có cũng ba loại thì phải. Giáp của trụ được tính là thể loại giáp hình như là Fortify. Không phải là cái Fortify này nha, mà là cái giáp trụ ấy. Không, mình sẽ gọi tiếng Việt là cái giáp trụ, cái giáp tướng và cái giáp grip. Dạ, hiện tại thì chỉ còn lại ba loại giáp đó thôi. Khi ở thế giới Dota 1 thì chính là kể về đam ở Dota 1. Ta có đam Hero, đam Creep, đam Siege. À, mình quên mất là vẫn còn một loại đam nữa. Đó là đam Siege. Siege, không đúng là Siege. Nó đam một cái xe á. Cái xe bắn đá, xe bắn gạch để đập trụ ấy. Đó là đam Siege. Còn một loại đam đó nữa. Thì ở trong Dota 1 sẽ có đam Siege, đam Piercing, đam gọi là đam xuyên thấu ấy. Nhưng mà nó không có xuyên thấu bằng đam Chaos. Các bạn hay đọc là đam Chao ấy. Rồi Physics này, Magic nè, Mix. Có một cái thể loại là đam Mix nữa. Nữa là Magic, nữa là Physics. Và còn có cả HP Removal. HP Removal là cái giống như là đam Pure của Dota 2. Nó từng có rất là nhiều cái. Và stun không thành công nhưng có nhấc lên kịp thời. Thôi xong, được rồi. Như đó là đủ đối với DDC để có được mạng của Nyx Assassin. Mình cứ nhìn vào cái bảng thông tin như thế này cứ tưởng là nó đã chi tiết lắm rồi nhưng mà không phải đâu. Nó có rất nhiều cái sâu thẳm bên trong mà nhiều khi là phải chơi rất lâu và phải bỏ thời gian tìm rất kỹ lưỡng thì mới có thể biết được. Hả, một pha nhấc lên được vào đầu của Nax rồi. Ở đây thì có chồng xanh vào không, không cần. Thấy các bạn thấy không, Weaver nó chỉ cần một thọt vào là đã âm giáp, đã mất hết giáp rồi. Sau đó là còn dính thêm một lớp acid nữa. Còn Boboka quyết định là sơn nước lại dòng sông sang màu chrome, trông cũng khá bình thường, không gì đặc sắc nữa. Đây là nước sông chuyển thành màu chrome đây.
một hiệu ứng của sách. Nói là sách thì cũng không đúng nữa, bây giờ nó gọi là Battle Pass, gọi là Compendium sách nữa. Hút có một cái lượng level nào đó thì sẽ được hiệu ứng đổi dòng sâu. Hiệu ứng dòng sông máu là tiêu tốn đến 2500 level book. Như là tóc TV đang lắc à, không, YouTube đang lắc rồi. Rồi bị giảm xuống rất là nặng. Các bạn nào đang bị lắc hay không? DC được cái double kill bằng ulti của mình là rất khỏe ở đây. Tiếp tục đâm tay vào và là triple kill cho DDC. Con support bị ăn hit từ đầu game giờ vừa quả triple kill không? Các bạn nào đang bị lag không? Rồi thấp như thế này kìa.